Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My, Ngày 11 tháng 4 năm 2024, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu, Môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng Nguyên trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My để điều tra hành vi nhận hối lộ. Các bị can gồm Lê Kim Vân, Nguyên trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Giang, Nguyễn Tấn Lộc, Tránh Văn phòng huyện Ủy Nam Giang, nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Nam Giang và Nguyễn Thanh Tùng, chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Bắc Trà My, nguyên trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Bắc Trà My bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Liên quan đến vụ án này, trước đó tháng 12 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Văn Quốc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông Chí Phát và Nguyễn Thị Thanh Thủy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tin học Viễn thông Vietcom về tội đưa hối lộ và Nguyễn Đức Thuận, nguyên kế toán phòng giáo dục và đào tạo huyện Tây Giang về tội nhận hối lộ. Theo điều tra, từ năm 2019 đến năm 2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Nam Giang, Tây Giang, Bắc Trà My được giao làm chủ đầu tư các gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục. Quá trình tổ chức thực hiện các gói thầu, các đối tượng Lê Kim Vân, Nguyễn Tấn Lộc, Nguyễn Thanh Tùng đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, thỏa thuận và nhận tiền của bị can Nguyễn Văn Quốc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu nhằm tạo điều kiện cho quốc trúng các gói thầu nêu trên. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ